Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Thầy Du, tập số 276. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Và đừng quên comment cảm xúc của các bạn nữa. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện. Hắc Thầy Du, tập 276. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục quan sát. Phía dưới trứng cổ thần đã đứt ra là một cái hố tròn nho nhỏ. Tần Mục không khỏi giật mình. Hắn đã gặp qua loại hố tròn này. Trong khu vực máu gì trên đại lục tạo vật chủ có rất nhiều tế đàn. Hầu như bên trên mỗi cái tế đàn đều có một cái hố tròn như vậy. Bên trong những hố tròn này có tụ tập lực lượng của tạo vật chủ tế tự. Lực lượng tế tự này sau đó diễn hóa thần kỳ, hóa thành các loại hình thái cổ thần như thiên công, địa mẫu, thổ bá, với chiến lược mạnh mẽ vô cùng. Chẳng lẽ tạo vật chủ mô phỏng theo loại tế đàn này mà tập hợp thần trí của bọn hắn quan tưởng ra máy móc chiến đấu có hình thái cổ thần? Tần Mục tinh tế suy tư, rồi hướng về phía trứng cổ thần đã vỡ thành hai mảnh đi tới. Tạo vật chủ hẳn là đã học tập được một bộ phận kiến thức của cổ thần, bởi vậy nên mới thiết kế ra được thái sơ tế đàn tương tự như cổ thần thiên đế. Vỏ trứng này đã đủ tốt, tôn cổ thần xuất thế, không biết vỏ trứng của mình chân quý đến cỡ nào, bởi vậy vừa ra đời liền chạy mất. Tần Mục đi tới phía trước vỏ trứng nằm tại chính giữa tế đàn. Vỏ trứng này quá lớn, làm cho hắn phải ngước nhìn. Viên trứng cổ thần này so với thiên đế thái sơ trứng cổ thần thì không nhỏ hơn chút nào. Vị cổ thần đã phá xác mà ra kia không biết đã đi nơi nào rồi. Chẳng phải cái đại khủng bố mà thiên đế thái sơ nói tới là chính là hắn? Tần Mục nháy mắt mấy cái. Năm đó cổ thần thiên đế dẫn đầu một đám cổ thần phong ấn tổ đình. Tuy trong đó có việc hắn qua đó muốn đem quá khứ ám muội của bản thân phong ấn lại, nhưng chỉ sợ cũng có ý tứ là muốn phong ấn đám hư không thú đáng sợ này lại. Mà hư không thú giống như là dị thú được tạo ra từ các cự thú viễn cổ khác vậy, không giống như là do thiên địa sinh ra, mà giống như là sinh vật khủng bố được người ta sáng tạo và sử dụng để làm vũ khí hủy diệt. Người chế tạo ra dị thú này có thể là cổ thần xuất thần từ bên trong vỏ trứng này hay không? Bất luận như thế nào, tôn cổ thần này có lưu lại sơ hở. Tần Mục đem hết khả năng kéo cái vỏ trứng, đem vỏ trứng này kéo vào trong mi tâm của mình, thu vào Tần Đại Lục. Tuy nhiên vỏ trứng này quá lớn nên hầu như chiếm đến cả nửa Tần Đại Lục. Tần Mục còn chưa đầy đủ pháp lực để có thể luyện cho vỏ trứng này thu nhỏ lại một chút, mà chỉ có thể tạm thời để đó mà thôi. Giống như là hai quả trứng cổ thần hắn lấy được trước kia đều đã bị luyện hóa qua. Một quả được cổ thần thiên đế luyện nhỏ đi rất nhiều, một quả được Huyền Vũ nhị đế xem như bảo vật mà luyện chế, biến thành trung tâm của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Nếu như Tần Mục có được pháp lực như bọn họ, Tần Mục cũng có thể đem cái vỏ trứng này luyện hóa thu nhỏ lại một chút. Ta đã biết rõ được một cái phù văn thái thủy trứng. Có được cái vỏ trứng này nữa là liền có thể biết rõ hơn về cổ thần thái thủy đại đạo. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, rồi kéo nốt một nửa cái vỏ trứng còn lại mà vào trong lòng thầm nghĩ nói. Sau khi tìm được một chỗ bảo địa và đứng vững được, thì ta tức thì sẽ đền phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn. Trước tiên giải cứu đại sư huynh cái đã. Lúc này hai cái nửa vỏ trứng được Tần Mục đặt chồng lên nhau để tránh ảnh hưởng đến tầm nhìn trên mắt dọc ở mi tâm. Không ngờ Tần Mục vừa mới đem hai cái vỏ trứng đó thu vào thì lập tức đất rung núi chuyển. Tần Mục dùng mình, không kịp nói gì mà quấn Yên Nhi cùng với Long Kỳ lần lên, đem hai người thu vào trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, rồi nhanh chân chạy ra phía ngoài. Lúc này từ trên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng có hào quang tỏa sáng, các loại bảo vật lộ ra vẻ kỳ lạ. Các bảo vật bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đều được Huyền Vũ nhị đế luyện chế qua loa và không được tinh diệu. Đối với Tần Mục mà nói thì đó chỉ là việc phung phí của trời. Nhưng tiếc rằng bảo vật bên trên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng quá nhiều, hơn nữa bất kỳ một loại bảo vật nào đều là dị bảo hiếm có bên trong tổ đình. Cho dù thủ đoạn luyện chế không cao, nhưng uy lực lại không thể coi thường được. Lúc này Tần Mục đang chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, hiện hóa ra 28 chư thiên lao nhanh ra phía ngoài. Mà vào lúc này, trên đỉnh đầu thái cổ mạch khoáng liền có vô số viên hỗn độn thạch rơi xuống như là mưa rào, mà trong mỗi tảng đá đều ẩn chứa mình màng mình mông hỗn độn khí, mang theo trọng lượng lớn vô cùng, nặng nề đập lên trên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng,
Lực chấn động làm cho từng kiện dị bảo không ngừng tỏa ra ánh sáng. Đám ánh sáng này hình thành các đạo văn, chợt sáng chợt tối, nhưng theo một thứ tự nhất định, để chống lại uy lực của hỗn độn thạch. Tần Mục bên trong cổ họng phát ra tiếng giống khó chịu, rồi toàn lực thôi thúc bá thể tam đan công điên cuồng phóng ra bên ngoài. Nhưng mà số lượng hỗn độn thạch rơi xuống càng lúc càng nhiều, thậm chí bắt đầu đập xuyên qua từng tầng chư thiên. Tần Mục tâm niệm vừa động, liền nghịch chuyển 28 chư thiên. Các chư thiên khác nhau không ngừng thay đổi thứ tự, đem đám hỗn độn thạch đập tới, đưa đến phía sau lưng. Thân thể Tần Mục liên tiếp nhô lên, đem tất cả nguyên khí cùng với thần thức bản thân toàn bộ tràn vào bên trong thân thể, hóa thành lực lượng của thân thể. Bên trong các khiếu trong thân thể của Tần Mục có hào quang bốc lên. Trong hào quang có đạo âm đại sướng. Rồi trên thiên linh cái hiện ra hư ảnh thiên công, cổ thần thiên đế ngồi tại thiên đỉnh trên mi tâm. Tại huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân là quy khư song liền, đan điền là thổ bá, địa mẫu cắm rễ trong tim phổi. Toàn thân Tần Mục tại các khiếu có chu thiên tình đấu, chính thần hiện lên. Hai con ngươi là đại nhật cùng với thái âm, năm ngón tay là ngũ diệu, bất quá là song trọng ngũ diệu. Thiên cương 36, địa sát 72, trải rộng trước sau lồng ngực. Đông thiên cung, thanh long thống soái đông thiên tình đấu. Tây thiên cung, bạch hổ thống soái tây thiên tình đấu. Nam thiên cung, chu tước thống soái nam thiên tình đấu. Bắc thiên cung, huyền vũ thống soái bắc thiên tình đấu. Toàn thân Tần Mục bố cục tình đấu cùng với thiên địa phía trước có sự khác biệt. Đó là hình thái mà Tần Mục sau khi hấp thụ được đại la vô thượng thần thức của thái đế thì tái tạo ra chu thiên tình đấu chính thần mới. Chẳng qua thái đế sử dụng thần thức tăng cường thân thể, còn Tần Mục thì hai bút cùng vẽ, thần thức nguyên khí cùng đi tăng cường thân thể. Hiện tại đây là lần đầu tiên Tần Mục đem lực lượng của thân thể gia tăng tới đỉnh phong. Hắn căn bản không biết trong thân thể của mình đến cùng đang ẩn giấu bao nhiêu lực lượng, cũng không nghĩ tới việc nếu sử dụng thần thức của bản thân vốn mạnh mẽ như là đế tọa để làm lớn mạnh thân thể thì thân thể sẽ mạnh mẽ như thế nào. Nhưng mà hiện tại sau khi thôi thúc bá thể tam đan công thì Tần Mục chỉ cảm thấy bản thân giống như là đang nắm giữ lực lượng đủ để khai thiên tích địa, giống như lực lượng của man hoang cổ thần vậy. Giơ tay nhấc chân có thể di tình hoán đấu, hái chẳng bắt sao. Cỗ lực lượng này nếu như phát tiết ra ngoài thì khỏi phải nói, cho dù là lăng tiêu cảnh giới tồn tại cũng ngăn không được võ đạo đại thần thông của Tần Mục. Về phần tác dụng của nguyên khí tu vi đối với sự tăng lên lực lượng của Tần Mục cũng không lớn. Nguyên khí tu vi của Tần Mục chỉ là tương đương với chạm thần đài đến ngọc kinh cảnh giới. Chẳng qua sử dụng nguyên khí để kết ra đủ loại đại đạo phù văn, lạc ấn tại khắp nơi trên thân thể. Qua đó tăng cường lực lượng của thân thể, cũng làm cho lực lượng cường độ thân thể của Tần Mục được tăng lên nữa. Tần Mục lúc này gánh những hỗn độn thạch đang rơi xuống như mưa mà xông về phía trước, đồng thời điều khiển lưu ly thanh thiên trạng. Từng cái chư thiên không ngừng biến hóa, đem từng cái chư thiên hất hỗn độn thạch ra ngoài. Bước chân của Tần Mục cực nhanh, trong nháy mắt đã chạy đến khu vực bên trong hầm mỏ, dọc theo con đường mà chạy như điên. Nhưng vào lúc này đột nhiên con đường phía trước sụp đổ xuống, rồi ầm một tiếng, cả cái quặng mỏ sụp đổ xuống bao phủ lấy con đường. Loạn thạch không ngừng hướng về phía bên này dũng mãnh lao tới. Da đầu Tần Mục run lên, tay trụ lưu ly thanh thiên tràng, rồi chợt quát để nói: xin bảo bối hoàn toàn tỏa ra uy năng. Tiếng nói của Tần Mục vừa ra, khu mỏ quặng chỗ Tần Mục đứng lên liền ầm ầm sụp đổ. Vô số hỗn độn thạch đè lên lưu ly thanh thiên tràng, ép cho 28 chư thiên không ngừng thu nhỏ lại. Bản thân Tần Mục cũng ép tới mức xương cốt không ngừng phát ra thanh âm đùng đùng vang vọng. Còn ở mặt ngoài thân thể, làn da không ngừng nổ tung. Phía dưới làn da, từng cái gân xanh vồng lên, phá rách cả làn da. Mặt ngoài da thịt vốn được lạc ấn đủ loại nguyên khí phù văn thì lúc này không ngừng bị nổ tung và dập tắt. Hai con ngươi Tần Mục đỏ ngầu, khàn giọng nói: đều là khoáng mạch cổ thần cả, mà ngươi đối với tôn cổ thần được sinh ra trong dãy núi này cũng không ngăn cản nổi ư? Tần Mục vừa mới nói xong thì đột nhiên thiên cầu trong lưu ly thanh thiên tràng có hào quang tỏa sáng ra, rồi 28 chư thiên điên cuồng xoay tròn. Bên trong chư thiên, Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi cảm thấy bản thân lúc trên lúc dưới, lúc trái lúc phải, không còn phân biệt được phương hướng nữa, bị sốc đến mức thất điên bát đảo. Các tảng đá lớn rơi xuống liền bị hất bay, rồi con đường trong quặng mỏ lại xuất hiện. Tần Mục quyết định thật nhanh, chống lưu ly thanh thiên tràng dọc theo con đường này phóng ra ngoài. Bên ngoài quặng mỏ, toàn thân tổ thần vương thần quang vạn trượng, hào quang tề thiên,
49 đạo quang mang nối liền trời đất, hiện ra ánh sáng khác biệt và lộng lẫy như là khổng tước xòe đuôi vậy. Chỗ bảo địa này không thể coi thường. Ánh mắt Tổ Thần Vương lấp lóe. Hắn là thiên công chi tử, kế thừa thiên công huyết mạch. Loại huyết mạch này là loại cao cấp nhất, là đô linh chi thể lừng lẫy có tiếng. Tu hành bất kỳ loại thần thông đạo pháp nào đều dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn thấy bên trong mỏ quặng tràn ngập hỗn độn khí. Hỗn độn khí vốn không thể coi thường. Bên trong mỏ quặng này có hỗn độn khí tràn ra, khẳng định đây là một cái đại bảo địa. Và nói rõ là bảo vật ở bên trong mỏ quặng so với hỗn độn khí càng thêm kinh người hơn. Không nói những thứ này, hỗn độn khí cùng hỗn độn thạch cho dù rất khó luyện chế thành bảo vật, nhưng do đó cũng có uy lực hơn xa bảo vật tầm thường. Nếu dùng hỗn độn thạch để điêu khắc tượng thần trấn áp chư thiên, ai có thể ngăn cản? Tổ Thần Vương cất bước đi vào bên trong mỏ quặng, vừa thấp giọng nói: coi như bên trong mỏ quặng không có những bảo vật khác, hai đạo hỗn độn thạch tạo thành sơn mạch cũng có thể luyện chế thành binh, luyện thành song tiên, cua múa, đánh chết lão phụ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tổ Thần Vương mới vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên đại địa rung động, đất rung núi chuyển. Tổ Thần Vương nghẹn họng nhìn chân chối, thì chỉ thấy hai đạo hỗn độn thạch hình thành sơn mạch vậy mà đang lung la lung này bắt đầu sụp đổ. Hỗn độn thạch rơi xuống như mưa, thành thế thực sự có thể nói là long trời lở đất. Cho dù là hắn cũng không nhịn được mà trong lòng có chút e ngại. Uy năng của hỗn độn sơn lúc này thực sự là đáng sợ, không giống như là sụp đổ mà giống như toàn thể tan rã đi vậy. Tổ Thần Vương vội vàng lui về phía sau, thì thấy hỗn độn sơn mạch tại trong thời gian ngắn ngủi phút chốc đã điền hóa thành hư ảo, vỡ nát thành vô số mảnh loạn thạch. Hỗn độn thạch nặng nề ép xuống, làm cho toàn bộ khoáng mạch chìm vào trong lòng đất. Hỗn độn sơn sụp đổ, hỗn độn khí bên trong ẩn giấu ở trong hỗn độn thạch nhất thời được thả ra ngoài. Khí lưu mênh mang mênh mông, giống như là sương mù phun trào, nhanh chóng tỏa ra bốn phương tám hướng. Luồng khí lưu cuồng bạo này tràn đi, những nơi nó đi qua đều làm cho đại địa bị ép mà không ngừng đốn xuống. Toàn thân thần kim thần sơn cũng bị ép không ngừng thu nhỏ lại. Cho dù là đám hư không thú phi thiên độn địa cũng trong phút chốc liền bị ép vỡ nát, cũng không kịp trốn ra ngoài. Thấy vậy, Tổ Thần Vương hãi khủng khiếp vía, vội vận lực kháng trụ lại hỗn độn khí xung kích, rồi hướng về phía hai đạo hỗn độn sơn mạch cùng mạch khoáng nhìn lại, thì lại thấy nơi đó đã biến thành hai đạo khe lớn chìm sâu vào trong lòng đất. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tổ Thần Vương trong lòng không khỏi nghi ngờ không thôi. Lúc này đột nhiên từ trong lòng đất truyền đến sự chấn động cùng với tiếng thở dốc nặng nề. Tổ Thần Vương trong lòng giật mình nói: chẳng lẽ nơi đây có ma quái đáng sợ nào còn sống sót? Ma quái này đã làm sập khoáng mạch. Trong sương mù, hỗn độn thạch đột nhiên bay lên bốn phía. Đám hỗn độn thạch này bị ném lên rất cao, sau đó rơi xuống giống như là từng khỏa tinh thần đập vào đại địa, làm cho mặt đất bị nứt ra, xuất hiện từ cái hố sâu không thấy đáy. Hỗn độn khí mênh mông che khuất tầm mắt của Tổ Thần Vương, làm cho hắn cũng không nhìn thấy rõ bên trong đến cùng là có ma quái gì chạy ra. Đầu ma quái kia giống như là bị chôn bên trong hầm mỏ và đang đào một con đường để thoát ra vậy. Nghĩ tới đây, Tổ Thần Vương trong lòng càng thêm cẩn thận, xuất ra từng khỏa thiên cung trôi lơ lửng ở sau lưng. So với vẻ lỗ mãng ngày bình thường thì bộ dạng quán bây giờ hoàn toàn khác biệt. Nhân vật có thể sống qua được thời kỳ Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng, thời kỳ Khai Hoàng, sống tới bây giờ và trở thành thiên tôn đều không phải là kẻ ngu xuẩn. Hắn mặc dù là thiên tôn nhưng cũng cực kỳ cẩn thận, đối mặt với loại hung hiểm chi địa như tổ đình này cũng không dám bất cẩn. Tuy nhiên sau một lúc lâu thì ma quái kia đã không còn ném hỗn độn thạch ra ngoài, mà đã đi ra ngoài. Đồng thời có một cái thanh âm truyền tới, vui vẻ nói: cuối cùng đã được đi ra rồi, Yên Nhi có thể đi ra được rồi. Tổ Thần Vương nghe được thanh âm này thì sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Lại qua phút chốc, Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi đi ra khỏi khu mỏ sụp đổ và thu hồi lại lưu ly thanh thiên tràng. Đột nhiên lúc này Tần Mục lại nhìn thấy Tổ Thần Vương cũng đang đứng tại bên trong hỗn độn khí, thì trong lòng không khỏi run lên. Tuy nhiên sau khi đó Tần Mục lại lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Tổ Thần Vương gật đầu. Tổ Thần Vương chỉ hư lạnh một tiếng, thần sắc không mặn không nhạt nói: nghe qua Mục Thiên Tôn đi tới đâu là phá hoại tới đó, ta nguyên bản không có tin, hiện nay gặp một lần
quả đúng là danh bất hư truyền. Đầu thái cổ mạch khoáng này và hỗn độn thần sơn này đã là tồn tại trong tổ đình không biết mấy trăm triệu năm rồi, vốn vẫn là một mực yên bình vô sự. Không nghĩ tới ngươi vừa mới tới nơi này liền đã bị người phá hủy đi. Tần Mục kinh sợ nói: quá khen, hiền chất quá khen rồi. Tổ thần vương nghe được cái từ hiền chất này thì nhướng mày thản nhiên nói: tại bên trong mỏ quặng này ngươi đã lấy được bảo bối gì đây, lấy ra đi. Tần Mục lắc đầu thở dài rồi nói: nơi này có thể có bảo bối gì chứ, thực không dám giấu giếm, nơi này là một cái thái cổ mạch khoáng sinh ra tồn tại tương tự như cổ thần thiên đế. Người hẳn là nghe huynh trưởng ta là thiên công nói qua đúng không? Cổ thần thiên đế vốn được sinh ra tại trong thái sơ khoáng mạch ở Cư Dư Thị. Hắn vốn là thần cổ xưa nhất và vốn là một quả trứng, nhưng mà một mực không có xuất thế, thẳng cho tới khi thái đế ấp choán nở ra. Tổ thần vương về mặt khẽ nhúc nhích, thanh âm khàn khàn nói: ý người muốn nói là nơi này cũng là một viên trứng cổ thần tương tự với quả trứng cổ thần bên trong bỏ quặng này, hẳn đã bị ngươi lấy đi, lấy ra đi cho ta. Tần Mục cười nói: hiền chất, cổ thần bên trong mỏ quặng đã xuất thế, đã sớm đem linh lực bên ngoài mỏ quặng hút sạch rồi. Ta đi vào trong đó nhưng không để ý chạm đến mỏ quặng, làm cho khoáng mạch sụp đổ xuống, cũng không có được bảo bối gì đâu. Ta nghi ngờ. Tần Mục nhìn bốn phía rồi thản nhiên nói: vị tồn tại này có thực lực có thể so với cổ thần thiên đế. Giờ phút hắn đang ẩn nấp bên trong tổ đình, thậm chí nói không chừng giờ phút này hắn còn đang nhìn chúng ta đấy. Bắp thịt trên mặt của tổ thần vương nhảy lên một cái, rồi nhìn quanh một vòng. Tuy nhiên ngay sau đó lại cười nói: nói miệng không bằng chứng, người đã đi vào trong mạch khoáng nên chỉ có người mới biết được chứng cổ thần có bảo vật gì hay không. Họ Tần kia, ta vốn vẫn một mực khó chịu ngươi, đem bảo vật của ngươi ra đây cho ta, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Sau đó tổ thần vương lại ngạo nghễ nói: người khác không dám giết ngươi, còn ta, ta không giống bọn họ, lo được lo mất, ngay cả lão tử của ta, ta cũng dám giết. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói: ngươi không dám đâu, hiền chất, ngươi đi vào đây là do ta mang ngươi đi vào, ngươi muốn đi ra cũng cần tới ta mang ngươi ra ngoài, ta không chết được. Trong ánh mắt tổ thần vương xuất hiện sát cơ mãnh liệt, tuy nhiên Tần Mục vẫn thản nhiên nói: hiền chất, ta mang ngươi tới chơi, ngươi mới có thể tới đây chơi được, ta không mang ngươi đi chơi, ngươi cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Tổ thần vương giận dữ lạnh lùng nói: ta có thể cầm tù ngươi, dằn vặt ngươi, làm nhục nhã ngươi, chặt đứt tứ chi của ngươi, ta còn có thể dằn vặt nguyên thần của ngươi để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tần Mục khẽ cười một tiếng thản nhiên nói: ngươi thực sự không dám đâu, ta có đạo hữu mà, tất cả thiên tôn ở trong này trừ ngươi ra tất cả đều là đạo hữu của ta, động tĩnh nơi này to lớn như vậy há có thể không kinh động tới bọn họ. Nếu như hiện tại ngươi muốn ta chết đi thì liền có thể trực tiếp động thủ được rồi đấy. Tổ thần vương cười ha ha không người rồi nói: là ta sai rồi, Mục thúc phụ, tiểu chất xin lỗi người, cáo từ, cáo từ. Tần Mục khách khí nói: hiền chất không nên tự trách mình như vậy, miễn lễ. Tổ thần vương về mặt tươi cười xoay người đi, đột nhiên dừng bước cười nói: thúc phụ, bảo vật mà ngươi vừa rồi mới vận dụng có thể chống đỡ được ngọn núi, quả thực là cao minh. Nếu như ta đoán không sai, đó hẳn là thiên hạ đệ nhất trí bảo đã biến mất 60 vạn năm trước, đó hẳn là lưu ly thanh thiên tràng rồi, chúc mừng ngươi. Nghe nói như vậy thì nụ cười trên mặt Tần Mục liền cứng đờ lại. Tổ thần vương thì cười ha ha, rồi thân hình hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Tần Mục đưa mắt nhìn theo bóng dáng của hắn đi xa, trong miệng lẩm bẩm nói: thiên công, người đã sinh ra một đứa con trai tốt rồi. Từ xưa lòng người luôn động bởi tiền tài. Chuyện chí bảo lưu ly thanh thiên tràng đệ nhất thiên hạ rơi vào trong tay ta, vốn dĩ không người nào biết được. Hiện tại biết rõ được chuyện này cũng chỉ có 8 vị thiên tôn mà thôi. Tần Mục quét mắt nhìn bốn phía, nét mặt tươi cười. Động tĩnh nơi này thực sự quá lớn, một tòa thái cổ mạch khoáng sụp đổ nhất định sẽ khiến cho những vị thiên tôn kia chú ý,
coi như đám Hiểu, Tường, Hạo, Cung, Lăng Hiên không đến đây, thì bọn hắn có thể sử dụng thần thức để quan sát nơi này. Có lẽ bọn hắn sẽ không nhìn thấy tình cảnh Tần Mục thoát khỏi sự trấn áp của Hỗn Độn Sơn, nhưng nhất định sẽ nghe Tổ Thần Vương báo lại. Trong mắt Tần Mục thì Lưu Ly Thanh Thiên Tràng không hề xứng với cái danh chí bảo đệ nhất thiên hạ, bởi vì bảo vật luyện chế phải vô cùng thô ráp. Cái thực sự có tác dụng thực ra chính là miếng cổ thần noãn kia. Nhưng mà xét về vương diện uy năng và biến hóa mà nói, thì Lưu Ly Thanh Thiên Tràng chính xác là cực kỳ cường đại và vô cùng đáng sợ. Món bảo vật này có thể dùng làm bài binh bố trận, dùng để đánh chết cường địch, hầu như chẳng cần vận dụng đến tu vi của người sử dụng, chỉ cần dâng một tiếng tế đến Thanh Thiên Tràng là được. Món bảo vật này không thể không làm cho tất cả mọi người đều động tâm. Cho dù là Cung Vân Thần Vương có mối quan hệ khá tốt với Tần Mục thì cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nếu như không nhắc đến giao tình gì thì quan hệ giữa Tần Mục và Cung Vân đa phần chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Mà chỉ sợ ở bên trong tổ đình, ngoại trừ Hồng Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn ra, thì sẽ không có ai có thể nảy sinh lòng tham với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cả. Hồng Thiên Tôn thì thôi không nhắc đến, còn Hiểu Thiên Tôn dù cho sẽ không nảy lòng tham với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nhưng mà từ hành động phong ấn trấn áp Thái Thủy Chi Noãn thì có thể thấy rõ hắn là một nhân vật cực kỳ coi trọng quyền lực. Hắn tuyệt đối không cho phép các cổ thần thiên đế khác được sinh ra. Mặt khác, cổ thần Noãn cũng giống như là ông ta vậy, đều xuất thân từ bên trong Thái Cổ Mạch Quáng. Ông ta là Thái Sơ, bởi vì nên xuất thế cũng không thuận lợi, bị Thái Đế ám toán, hấp thu một lượng lớn tạo hóa tế tự lực lượng, vì vậy cũng không thể phát triển được hoàn toàn. Ông ta không thể hấp thu hoàn toàn Noãn dịch thể ở bên trong vỏ trứng, thậm chí ngay cả Hoàn Thái Sơ Thần Thạch và Thái Sơ Nguyên Thạch cũng không thể hấp thu được. Ông ta có một khuyết điểm rất lớn, chính là lực lượng thực sự không phải ở trạng thái đỉnh phong. Mà cổ thần Noãn thì lại có khả năng trưởng thành với thân thể hoàn thiện hoàn toàn, thậm chí nói không chừng lực lượng còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Đối với một người điên cuồng với quyền lực như hắn, đây tuyệt đối là chuyện không cách nào chấp nhận được. Ông trời khốn kiếp, đưa cho ta một phiền toái lớn rồi. Tần Mục lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ra, dứt khoát không giấu giếm chuyện món bảo vật này đang ở trong tay hắn nữa. Kế đó, hắn dẫn theo Kỳ Lân và Yên Nhi cùng bước rời khỏi mảnh hỗn độn hải này. Đã như vậy thì không cần che giấu nữa, Tần Mục lại tự nhủ. Ai đến đoạt món bảo vật này, ta sẽ lập tức giao nó cho kẻ đó. Ngược lại ta cũng muốn nhìn xem vị thiên tôn nào lại mạnh mẽ đến được đây, có thể chống đỡ sự vây công của những vị thiên tôn khác. Ở bên ngoài hỗn độn hải, con hư không thú đã thuần phục Tần Mục kia đã đứng chờ sẵn đợi. Lúc hỗn độn sơn sập lở sinh ra trùng kích, con cự thú này cũng không bỏ mình. Tần Mục phi thân lên, mang theo Yên Nhi và Long Kỳ Lân cùng nhảy lên trên đầu của hư không thú vật. Hắn chống Thanh Thiên Tràng quét mắt nhìn khắp nơi, sau đó mỉm cười nói: dù sao ta cũng không thể chết được, ta chết rồi ai cũng đừng hòng thoát khỏi nơi này, trừ phi các ngươi liên thủ đánh vỡ tổ đình phong ấn. Trên bầu trời, từng cỗ thần thức nhanh chóng được thu hồi lại. Sắc mặt của Hạo Thiên Tôn cũng vô cùng âm tình bất định. Lão ta đi tới đi lui, mãnh liệt giơ bàn tay lên. Chỉ thấy tất cả các loại thần kim thần thạch trên lãnh địa của lão ta vậy mà chợt gào thét bay lên không trung, rất nhanh đã xây thành một tòa cung điện hoa lệ. Hạo Thiên Tôn suy nghĩ một chút, kế đó lại lấy ra vạn đạo thiên lận của mình treo ở trước cửa cung, thấp giọng nói: Mục Thiên Tôn này thực sự là đi một bước quá mức liều mạnh, dù sao cũng là xuất thần dễ nhũi, không có chút hàm dưỡng. Lăng Hiên Thần Hoàng chiếm cứ tổ đình giao trì, cho dù ở bên trong tổ đình giao trì không có bao nhiêu hồng mông nguyên dịch, nhưng ít nhiều thì vẫn còn lại một chút, dù sao nơi này vẫn là một khối bảo địa. Hồng mông nguyên dịch có thể để điều trị hết thảy mọi loại thương thế, có thể tăng tu vi, tăng cường độ nguyên thần thần thức, nó không hề bình thường. Hơn nữa, xung quanh còn có địa mẫu nguyên quần, nơi sản sinh ra đất đai. Tại nơi có địa mẫu nguyên quần có thể sinh sản ra đất đai, đương nhiên bảo vật cũng có rất nhiều. Thằng danh Tần Mục này dám quang minh chính đại xuất ra Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, trái lại thực sự không tiện trực tiếp được cấp đoạt. Hết lần này tới lần khác, cái thằng nhãi này vẫn luôn bức ta vào trạng thái không chết không được. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không thể chết đi, quá là tức giận.
Lăng Hiên Thần Hoàng bố trí xuống đủ loại trận pháp, dẫn dắt thiên địa tinh lực, mượn lực lượng thiên địa tụ tập lại ở Thái Cổ Giao Chỉ, để cho Hồng Mông Nguyên Dịch tạo thành với tốc độ nhanh chóng hơn. Người đời sau không có hiểu biết về tạo hóa thời đại Thái Cổ, tất cả đều cho rằng Hồng Mông Nguyên Dịch có thể chỉ dùng được một chút. Nhưng lão ta là thiên tôn đời sau, có thể tụ tập tổ đình lĩnh vực để luyện ra nguyên dịch thể. Cho dù là nguyên dịch thể này không sánh được với nguyên dịch thể trời sinh, nhưng cũng không khác biệt là mấy. Khai thác tổ đình bảo tàng cũng không hẳn là muốn có thiên nhiên bảo tàng, mặt khác bản thân cũng có thể sử dụng đặc thù của tổ đình để sáng tạo ra bảo tàng. Nếu như ta chiếm được Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nhất định những lão già kia sẽ lập tức đến đánh giết ta. Lão ta lắc đầu nói: thằng danh tổ thần vương này quả nhiên thực khôn khéo, ném cái vấn đề khó khăn này ra bên ngoài. Tường Thiên Phi cũng chiếm cứ một khối bảo địa, so sánh với những người khác, nàng càng hiểu rõ về tổ đình hơn hay hết. Mà những vị thiên tôn khác cũng đều chọn cho mình một khu vực trọng địa cực kỳ dễ nhìn, còn nàng thì lại chọn cho mình một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy. Tòa khoáng mạch này chính là tòa khoáng mạch mà Thúc Quân Thần Vương chiếm cứ, kỳ thực bên trong ẩn chứa càn khôn, có thể chém chết thâm sơn cùng cốc. Nàng không tranh đoạt Thái Sơ khoáng mạch với Hiểu Thiên Tôn, nếu như đi tranh đoạt vậy thì nhất định sẽ lộ ra hư không mẫu thú, mà thân phận bại lộ sẽ hết sức nguy hiểm, cái giá phải bỏ ra là quá lớn. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng mặc dù tốt, thế nhưng món bảo vật này là quá hung hiểm. Tường Thiên Phi dường như đã tự dưng cho mình một tòa cung điện, ném một cây dù che mưa lên, cây dù che mưa lơ lửng hóa thành một đường thiên phủ bao bọc lãnh địa của nàng. Ở trong cung điện, Tường Thiên Phi nằm nghiêng trên chiếc hương sập, dáng vẻ yêu mị xinh đẹp, thấp giọng cười nói: ở bên trong món bảo vật Lưu Ly Thanh Thiên Tràng kia là một viên cổ thần đoán, nói về dụ hoặc thì có cầu tất nhiên có ứng. Trên thực tế là người mượn sử dụng nó chẳng qua là cầu để cao thực lực của bản thân, cường đại bản thân. Viên đoán kia vốn là đồ cưới của Cung Vân, lúc ấy ta đã nhìn ra được điểm không đúng, e sợ bên trong sẽ lại nhảy ra một thái sơ, vì vậy mới niêm phong bảo tồn nó. Về sau viên đoán này và những bảo vật khác đều bị Bắc Đế Huyền Vũ chiếm đi. Bắc Đế Huyền Vũ tế tự tộc ta đấy. Hai vợ chồng này kiến thức nông cạn, vậy mà lại luyện chế viên đoán kia thành bảo vật, có thể thấy được là vô cùng ngu dốt. Nàng chân thành đứng dậy, cười duyên nói tiếp: không bằng đến chỗ Cung Thiên Tôn ngồi một chút, trò chuyện một chút chuyện nhà, tỉ muội tình thâm. Bên phía Hồng Thiên Tôn cũng tự lựa cho mình một mảnh bảo địa. Bất quá, tòa bảo địa này có điểm khác so với những tòa bảo địa khác. Nơi này là một mảnh đầm đầy, vốn dĩ là khu vực khởi nguyên của thiên hà và quần tinh. Về sau, bầu trời càng lúc càng được đẩy lên cao, thiên hà cũng theo đó mà ngày một lên cao. Ở bên trong có tạo tinh chủ, lấy thiên hà là nơi bắt đầu khởi điểm, sáng tạo ra vô số tinh thần chói mắt. Bọn hắn thay đổi trời đất, trời cùng với quần tinh hô ứng, ảnh hưởng lẫn nhau. Từ đó trở đi, thiên hà vào Huyền Đô càng ngày càng cao, mà khởi nguyên chi địa của Huyền Đô chính là mảnh đầm lầy này. Nếu như tổ đình bị đánh nát, vậy liệu Huyền Đô của ta có thể nào cũng bị rơi xuống hay không? Khi đó thiên đạo cũng không còn nữa. Hồng Thiên Tôn đào mắt nhìn xung quanh, âm u thở dài. Tế ra Thiên Tôn chi bảo để trấn áp bảo địa, chuẩn bị xây dựng tòa cung điện cho riêng mình, hắn ta còn thầm nghĩ. Cổ thần noãn ở bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bị Mục Thiên Tôn đưa vào nơi này, không biết là phúc hay họa. Tuy thiên hành xem như là bình thường, nhưng thiên đạo lại không quen, nên ta phải làm gì đây? Hắn trầm ngâm thật lâu, cũng không có bất kỳ hành động nào. Ở bên trong Thái Sơ mạch khoáng, Hiểu Thiên Tôn cũng dựng lên một thanh kiếm trấn trụ mạch khoáng. Ánh mắt của lão nhìn quét về bốn phía hỗn độn mạch khoáng, lạnh lùng nói: hồ đồ, mạch khoáng rất dễ dàng bị sụp đổ, nhân vật kia vẫn còn chưa xuất thế, may mắn là tổ đình phong ấn cũng chưa bị phá. Cung Thiên Tôn cũng đưa mắt nhìn về phía hỗn độn mạch khoáng, nàng hơi nhíu mày. Nhưng đúng vào lúc này, chợt nghe giọng nói của Tường Thiên Phi truyền tới, nàng cười duyên nói: Cung tỷ tỷ, tiểu muội đến viếng thăm. Cung Thiên Tôn chợt thu lại ánh mắt, bày ra dáng vẻ tươi cười: Tường muội muội, mời vào bên trong ngồi. Tần Mục chống thanh thiên tràng, tùy ý để hư không thú mang theo mình phiêu bạt khắp nơi. Trải qua mấy ngày, Tần Mục đảo mắt nhìn về phía xa xa,
chợt thấy cung điện của Nguyên Thiên Tôn đã hiện hiện ngay trước mắt. Chẳng lẽ tòa khoáng mạch này đã bị Nguyên Thiên Phi chiếm đóng rồi sao? Trong nội tâm Tần Mục chợt cảm thấy hơi thất vọng. Nguyên Thiên Phi không phải là đế hậu, mà chính là nguyên mẫu phù nhân. Khẳng định nàng ta ít nhiều cũng biết sơ lược về tổ đình, tự nhiên đã đi trước một bước, chọn ra một tòa bảo điện tốt cho mình. Nguyên Thiên Phi cũng phát hiện được hắn, nên đã bước ra khỏi cung điện, ôm con mèo trắng ở trong ngực, đứng trước cửa cung điện nhìn quanh. Tần Mục không người chào, Nguyên Thiên Phi cũng vì e sợ vội vàng hoàn lễ, còn cười cười nói: Mục Thiên Tôn mang theo chí bảo đệ nhất thiên hạ rêu rao khắp bốn phía, chẳng lẽ không sợ hư không thú vật kia tham lam bảo vật mà nuốt sống người sao? Tần Mục cười nói: Ta không lo lắng hư không thú vật, mà ta lo sợ những thiên tôn ở trong tổ đình. Nghiên Thiên Phi chợt thấy buồn cười, nàng lại cười cười nói: Không có pháp thuật thần thông của ngươi, những người khác dù muốn đi cũng không thể đi được. Bọn hắn không dám trực tiếp phá vỡ tổ đình phong ấn, đành phải trơ mắt nhìn ngươi cầm lưu ly thanh thiên tràng đi rêu rao khắp nơi. Đôi mắt xinh đẹp của nàng chợt nhấp nháy, lại nói: Hẳn là Mục Thiên Tôn cũng biết lai lịch của bảo vật trong lưu ly thanh thiên tràng chứ? Nội tâm Tần Mục chợt nhảy dựng, bày ra dáng vẻ khiêm tốn chờ thỉnh giáo nói: Xin tỷ tỷ chỉ giáo cho ta. Con mèo trắng trong ngực Nghiên Thiên Phi chợt phát ra một tiếng meo, bày ra dáng vẻ uy hiếp. Tần Mục lại cười nói: Ta cũng không tranh giành tình nhân với ngươi, ngươi sợ ta làm gì? Nghiên Thiên Phi ôm con mèo trắng lại, mỉm cười nói: Tiểu thất không phải là một con mèo bình thường, nó là một con linh miêu, có thể phân biệt rõ thiện ác. Đại khái là nó cảm thấy Mục Thiên Tôn không phải là người tốt, vì vậy mới nhắc nhở ta. Mà con mèo này màu trắng sao? Tần Mục không chút nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu: Đặc biệt trắng, hơn nữa là còn rất lớn. Nghiên Thiên Phi bật cười, Long Kỳ Lân thì vội vàng ho khan một tiếng. Tần Mục kịp thời tỉnh ngộ, hắn vội vàng nói: Không có đề cập tới con mèo này, tỷ tỷ vẫn chưa cho ta lai lịch của món bảo vật này đấy. Món bảo vật này chính là một vật mà Bắc Đế Huyền Vũ đã cướp từ Thái Đế Cư Dư Thị. Hắn đã dùng ngàn vạn dị bảo trong tổ đình để luyện chế ra. Ở phía trên thiên cầu có thể thu thập tòa khoáng mạch trong lãnh địa của nữ tần thị, vốn dĩ còn được gọi là hữu cầu tất ứng thạch. Nghiên Thiên Phi lại nói: Món bảo vật hữu cầu tất ứng này có thể chống chế hết thảy bảo vật trên thế gian, kích phát uy năng của bảo vật. Nó có thể thay đổi vật chất, so với tạo hóa xem ra còn thần kỳ hơn rất nhiều. Nó có thể biến bùn đất thành hoàng kim, biến nữ tử thành nam tử, hóa dòng nước chảy thành người cá. Bảo vật này trợ nữ tân thị hưng thịnh, có thể so sánh với Cư Dư Thị. Nhưng mà bên trong viên noãn kia đơn giản có một vị thiên đế khác. Tần Mục tạ ơn nói: Đa tạ đã chỉ điểm. Nghiên Thiên Phi cười nói: Người không nghĩ trời với lửa sẽ có ngày chết cháy sao? Thái đế ấp trứng cổ thần thiên đế sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nội tâm Tần Mục chợt nghiêm nghị. Nghiên Thiên Phi lại nói: Nơi này là lãnh địa của bổn cung, Mục Thiên Tôn vẫn đi tìm kiếm một tòa bảo địa khác đi. Tần Mục cáo từ rời đi, nhưng hắn đột nhiên dừng chân lại nói: Vậy Thiên Phi có biết ai là nguyên mẫu phu nhân, ai là đế hậu nương nương không? Nghiên Thiên Phi hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười nói: Mục Thiên Tôn có biết không? Tần Mục chỉ đáp: Ta chỉ cảm thấy nguyên mẫu phu nhân và đế hậu nương nương nhất định sẽ không bỏ qua tổ đình. Bất kể các nàng có chuyển thế, biến thành người nào như thế nào, thì đều nhất định muốn lao vào tranh giành vùng nước đục này. Ta có một món bảo vật, chính là thân thể của nguyên mẫu phu nhân, có lẽ có thể triệu hoán hồn phách của nguyên mẫu phu nhân. Vì vậy ta cũng biết rõ ai mới là nguyên mẫu. Nghiên Thiên Phi cũng cười cười nói: Ta cũng rất muốn biết nguyên mẫu đang ẩn nấp ở nơi nào, biến thành người nào. Như vậy thì sao Mục Thiên Tôn không thử nhìn qua một chút? Tần Mục bật cười ha ha, kế đó quay người rời đi, lại nói: Mới vừa rồi ta chẳng qua chỉ là nói chơi, ta làm gì có nguyên mẫu thân thể gì đó chứ. Hắn đứng trên đầu của hư không thú vật, lại hành tẩu một thời gian khá lâu, rốt cuộc cũng đi đến một tòa bảo địa khác. Tần Mục hé mắt quan sát cung điện của Lăng Hiên Thần Hoàng ở phía xa xa. Hắn dò xét bốn phía, chỉ thấy nơi này có địa hình sông núi,
giống như một tòa thái cực đồ lập thể. Hai tòa thần sơn một đen một trắng khấu trừ ở trên mặt đất, ở giữa có một dòng trường hà chảy xuôi khúc chiết uốn lượn. Hai tòa thần sơn kia có cấu trúc hình tròn, tầng tầng khấu trừ ở trên mặt đất, một tòa toàn thân trắng như tuyết, một tòa toàn thân đen thui, cách nhau cả ngàn dặm, tương đối xa, dáng chiều xông thẳng lên trời. Cung điện của Lăng Hiên Thần Hoàng xây dựng ở chính giữa hai tòa thần sơn này, nơi đó là một mạch khoáng mạch. Hai khoáng mạch là hai dòng sông, dáng chiều từ trong lòng sông tràn ra, giống như hình thành đạo văn, quặng mỏ hai bên bờ sông như rừng. Tần Mục bay trên không trung, cúi đầu quan sát phía dưới, chỉ thấy xu thế sông núi nơi này hoàn toàn hình thành nên một bộ thái cực đồ thiên nhiên. Ở bên trong cung điện, Lăng Hiên Thần Hoàng cũng phát giác ra hắn. Lão ta lập tức tế ra thiên tôn chi bảo của bản thân. Món bảo vật đó là một chiếc chuồng lớn được móc ngược xuống, treo lơ lửng ở trên không trung cung điện. Lăng Hiên Thần Hoàng đưa tay phất một cái, chiếc chuồng phát ra tiếng nổ, khiến cho các hư không thú vật ẩn mình ở xung quanh tất cả đều bị chấn thành bột mịn. Họ Tần kia, người so với những hư không thú vật này thì như thế nào? Lăng Hiên Thần Hoàng ngửa đầu nhìn lên, đằng đằng sát khí nói tiếp: nơi này là lãnh địa của ta, là bảo sơn của ta, là khoáng mạch của ta. Người dám ngấp nghé, người nhất định sẽ chết. Tần Mục cúi xuống phía dưới, cười cười nói: Lăng Hiên hiền chết. Lăng Hiên Thần Hoàng lại đưa tay muốn rung chuông. Tần Mục cũng biết rõ lòng dạ của lão ta hết sức độc ác, lập tức sửa lại lời nói: hiền đệ. Sắc mặt của Lăng Hiên Thần Hoàng lúc đến nơi mới hơi giãn ra, cười lạnh nói: người ở bên ngoài trung nội gian có thể che giấu được những người khác, nhưng không thể giấu được ta. Người không chọc tới ta, ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho người. Nhưng nếu như người chọc tới ta... Tần Mục lập tức cười cười nói: ta sẽ không dẫn theo người ra ngoài. Lăng Hiên Thần Hoàng ngạc nhiên, chậm rãi nói: dù nói cũng không thể nói như vậy. Mục Thiên Tôn, ta chỉ điểm cho ngươi một điều. Trong tổ đình này có tổng cộng 5 tòa khoáng mạch cổ xưa. Giờ phút này, cả 5 tòa này đều đã có chủ. Ngươi cũng không có khả năng ngấp nghé được gì đâu. Bất quá ngoại trừ 5 tòa mạch khoáng này ra, thì còn có các tòa bảo địa khác, bảo vật cũng nhiều vô số kể. Biểu cảm của Tần Mục chợt biến đổi. Hắn nói: xin mời chỉ giáo. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói: ví dụ như tổ đình chính là nơi khởi nguyên ra U Đô. Nếu như người có thể tìm ra khởi nguyên chi địa của U Đô, đó là khu vực mà người đầu tiên được sinh ra trên thế giới Táng Thần. Cỗ thi thể kia qua hàng trăm tỷ năm cũng không bị hư hỏng. Tổ đình đã nuôi nó tới trình độ nào chứ? Vẻ mặt của Tần Mục không khỏi nhăn lại. Lăng Hiên Thần Hoàng tiếp tục nói: hoặc là người cũng có thể tìm đến một khu vực khởi nguyên của thiên âm giới. Nơi đó là nơi nghiền nát linh hồn đấy. Người tinh thông thiên pháp, chỗ đó nhất định sẽ là một tòa bảo địa lớn dành cho người. Còn nữa, người có thể tìm ra một khu vực khởi nguyên của Quy Khư. Tuy rằng người không tìm được Song Liên Sinh Diệt, nhưng có thể tìm được các rễ của nàng. Đó là chí bảo vô thượng. Tần Mục khom người nói cảm ơn. Lăng Nghiên Thần Hoàng cũng hoàn lễ, cười cười nói: ta là người tính tình thẳng thắn, lúc nói chuyện khá nóng nảy. Người là đại nguyên lão thiền mình, đại sư huynh chớ có trách ta. Tần Mục nghiêm mặt nói: ở trong thiền mình có người chính trực như Lăng Hiên đạo hiếu, đó là một chuyện may mắn. Nói xong hai người đều bật cười. Tần Mục vỗ vỗ đầu vai hư không thú, hư không thú lập tức rời đi. Lăng Hiên Thần Hoàng nói ra những địa phương kia quả thực là những bảo địa rất tốt, đều có thể giúp ích rất lớn cho ta. Ở trên sườn núi, Tần Mục trầm ngâm không thôi. Những nơi mà Lăng Hiên Thần Hoàng kể ra đương nhiên đều là những bảo địa rất tốt, nhưng mà so với 5 tòa khoáng mạch cỡ lớn thì vẫn còn thua kém một bậc. Chỉ là hỗn độn mạch khoáng ở trong 5 tòa mạch khoáng này đã bị hủy. Hiểu Thiên Tôn chiếm được một tòa, Cung Thiên Tôn chiếm một tòa, Nghiên Thiên Tôn chiếm một tòa, Thái Đế Tường Thiên Phi có lẽ cũng đã chiếm được một tòa. Nói như vậy thì liền không có phần của ta rồi. Hắn chợt cau mày, đột nhiên nội tâm nhúc nhích, đã thấy hư không thú vật vậy mà vội vàng chạy đi. Chẳng lẽ có tòa khoáng mạch thứ 6? Nội tâm hắn cũng chợt thấy chấn kinh. Thời gian rong ruổi lần này của hư không thú so với lần trước còn nhiều hơn, liên tục rời đi 20-30 ngày vẫn chưa chịu dừng lại.
bọn họ đang dần dần rời xa khu vực trung tâm tổ đỉnh. Tốc độ chạy của hư không thú vật vốn dĩ cực nhanh, liên tục chạy vội trong thời gian dài như vậy, cho dù là dị thú cường đại bậc nào cũng đều mệt mỏi không chịu nổi. Sau khi đi đến nơi này thì lập tức buông mình mềm nhũn trên mặt đất, không thể động đậy. Mắt dọc của mi tâm Tần Mục mở ra, tiết ra chút huyết nhục. Tinh thần của hư không thú lập tức phấn khởi, ăn tươi huyết nhục, lúc này mới tiếp tục đi tiếp. Lại hơn 10 ngày nữa trôi qua, bọn hắn đã tiến vào trong một mảnh sa mạc màu đen. Ở nơi này, cát đen và đất đá đang bay đầy. Hư không thú vật cố chống đỡ cát đen vù vập. Tại khu vực bóng đêm bao trùm này, đưa tay không thể thấy được năm ngón tay. Đống cát đen kia bị cuồng phong thổi xoáy, tốc độ cực nhanh, tựa hồ có thể phá tan thần thức. Ngay cả hư không cũng có thể bị đánh nát. Thần thức của Tần Mục chấn động, mò mẫm thăm dò trong hư không của tòa sa mạc màu đen này. Chỉ thấy trong tầng tầng lớp lớp hư không, khắp nơi đều là cát đen bay tán loạn, gào thét thổi qua. Cho dù là hư không thú vật cũng không dám đặt chân vào nơi này. Hắn khởi động tòa thần thức bình chứng để ngăn cản bão cát, nhưng rất nhanh cũng đã bị đánh tan. Từng hạt cát đen xuyên qua từng tấm bình chứng mà hắn tạo ra, biến chúng thành từng chiếc tổ ong. Mà hư không thú ở dưới chân Tần Mục, Yên Nhi và Long Kỳ Lân cũng máu tươi đầm đìa. Bất quá hành động con hư không thú vật này là hết sức điên rồ. Nó giống như quyết tâm phải bước qua được đống cát sa mạc lớn này, không ngừng di chuyển. Tần Mục lập tức đổi thành nguyên khí bình chứng. Mà nguyên khí bình chứng cũng không có trụ được bao lâu, đã xuất hiện vô số lỗ nhỏ rậm rạp chẳng chịt. Hắn rút ra thanh đoạn kiếm mà hắn đã luyện chế, chút pháp lực vào bên trong. Từ trong thanh đoạn kiếm, hào quang bắn ra bốn phía, nghênh đón bão cát ập tới. Chỉ nghe thấy những tiếng giòn vàng không ngừng vang lên ở bên trong tai. Phù văn mà hắn lạc ấn ở bên trong thanh đoạn kiếm kia cũng rất nhanh bị mai một. Tần Mục hãi hùng khiếp vía. Thanh đoạn kiếm này chính là dùng tổ đình dị bảo luyện chế thành đấy. Tài liệu dùng chính là loại thượng thừa nhất. Mặc dù thủ đoạn luyện khí cũng không được tính là tốt đến mức miệng khen không dứt, nhưng mà chế tạo chi đạo của Tần Mục cũng đã nhập môn, có thể chế tạo xây dựng thiên cung rồi đấy. Nhưng mà khi đối mặt với sa mạc lớn toàn cát đen này, dù là thanh đoạn kiếm kia cũng khó mà chống đỡ được. Hắn lập tức đứng lên ở trên thanh thiên tràng, thúc giục 28 chư thiên. Tất cả các tầng chư thiên không ngừng thay đổi liên tục, thu hộ cho bọn hắn và hư không thú vật. Chỉ là 28 chư thiên cũng lập tức bị đóng cát đen kia phá vỡ. Bão cát cuồng bạo điên cuồng quét sạch 28 tòa chư thiên. Ngay cả bảo vật trong 28 tòa chư thiên cũng bị đánh cho hào quang bắn tứ tung bốn phía, hỏa tinh văng khắp nơi. Từng hạt cát thôi, nhưng không biết nói là vật gì, cực kỳ đáng sợ, quả thực còn cứng rắn hơn cả thần kim bậc nhất. Tần Mục chống thanh thiên tràng, dốc hết toàn lực duy trì 28 tòa chư thiên, không để chúng bị công phá, thu hộ cho bọn hắn và hư không thú vật. Hư không thú vật nhờ đó tiếp tục nghênh đón cát đen đầy trời, tiến sâu vào trong tòa đại mạc kia. Có lẽ tòa sa mạc này cũng là bảo địa, đống cát đen kia có thể dùng để luyện bảo, chỉ là nơi này quá mức nguy hiểm, rất khó có thể tiến vào. Kỳ Lân tiếp được một hạt cát đen rơi xuống từ đống cát đen, chỉ thấy từ bên trong hạt cát đen này lộ ra kim trúc sáng bóng. Thế nhưng không nhìn ra kim trúc hoa văn, mà mỗi hạt cát đen đều rất nặng. Hư không thú vật khó khăn tiến về phía trước, nơi này không ngày nào không trăng, rời đi đã không biết bao nhiêu lâu. Đột nhiên bão cát yếu đi, sắc trời dần dần có ánh sáng. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, vịn thanh thiên tràng nhìn về phía trước, lại thấy phía trước chợt xuất hiện một tòa sa mạc màu trắng. Mà ở trong tòa sa mạc màu trắng kia, bão cát cũng hết sức cuồng bạo, kinh người vô cùng. Ở giữa sa mạc màu đen và màu trắng, có một khúc sơn mạch hẹp dài, hiện ra sự sáng bóng tự nhiên, chất phác. Ở bên cạnh tòa sơn mạch này còn rất nhiều di tích cổ xưa, đó là tạo hóa thôn xóm. Có lẽ có một vài tạo hóa không biết đã dùng biện pháp gì xuyên qua sa mạc tiến vào nơi này, xây dựng nên một vài thôn xóm chuẩn bị định cư. Hai bên sơn mạch cũng không có gió cát, hư không thú vật lập tức tiến vào sơn mạch, sau đó cũng không hề bước thêm bước nào nữa. Tần Mục thả người nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Vách núi dốc đứng như vách tường, nhưng rồi ở bên trong lại non xanh nước biếc, các loại cây cối thảm thực tươi sống hồn nhiên, không hoang vu giống như ở chỗ khác. Đột nhiên Tần Mục chợt nhìn thấy núi rừng chợt lay động, một con cự thú chợt ló đầu ra.
con cự thú kia không phải là hư không thú, mà là một loại thái cổ cự thú khác. Nó ẩn nấp ở chỗ này, vậy mà trấn áp được sự đồ sát của hư không thú vật. Tổ đình cự thú cũng không bị diệt sạch. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Các bạn vừa nghe xong tập số 276 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.